Hello anh em nhé, lại là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Hôm nay lên cho anh em một con siêu phẩm luôn anh em nhé. Hàng cực kỳ chất lượng anh em ạ. Nét đấu siêng cầu mà cúp cầu đấu cực kỳ chất anh em nhé. Hôm nay ngoài Bắc vẫn đang rất là lạnh anh em ạ. Kiếm con bồi đấu rất là khó. Con này em đánh ở trên rồi nhưng mà nó không đáng anh em trở xuống đây anh em ạ. Con này nét cầu rất là đều luôn anh em nhé. Anh em nhìn kỹ chuẩn nét chim thi luôn anh em ạ. Cầu cực kỳ đều mà rất là điềm đạm anh em nhé. Này càng đấu càng căng của em ở dưới kia đánh. Kinh luôn anh em ạ, càng đấu càng ham. Anh em làm kết thì alo luôn nhé, hàng này toán hết bột giảm luôn cho anh em ạ. Từ đầu cũng giờ này là con đầu tiên em thấy đấu quá ok như này anh em.